Đây một trong những địa điểm mà check-in thứ hai tại Mộc Châu này, đó chính là đồi chè Ô Long. Đồi chè trái tim mình góc bên kia, đây là đồi chè Ô Long. À, giống chè Ô Long này là ở Đài Loan, chứ không phải là chè Ô Long ở Việt Nam các bạn nhé. Ở đây thì có một cái khí hậu cũng hết sức là mát mẻ, đất thì rất là tốt để cho cái giống chè này. Đi thẳng thêm đấy anh ơi, đi thẳng thêm đấy, đi thẳng xuống hướng ra góc kia kìa. Có rất nhiều mông ở đây mà mông kinh luôn, kinh mông. Là những bạn thuê quần áo của người mông để chụp hình. Cả một đồi chè. Cảm ơn chị nhé. Mình hả? Đấm chưa? Không, bảo pu ấy. Có bò không nhỉ? Chè Ô Long này thì phần lớn là để làm trà sữa đấy. Đài Loan thì là thủ phủ số 1 của các loại trà sữa rồi. Đây là trên đỉnh đồi các bạn nhé. Khá là cao. Đỉnh đồi mình sẽ thấy được hết cả một cái thung lũng đồi chè. Thank you.
Cầm dây vô. Trang thử miếng đi. Đây sẵn sàng chè tuyết này. Cái nào nó cũng là tầm lớn rồi. Chè tuyết. Bánh sữa Mộc Châu à? Đặc sản của Mộc Châu, bánh sữa. Mình nhớ là hồi nhỏ mình khoái ăn cái tặng bánh sữa này, cực tuyệt vời luôn. Ăn hết cứng hay mềm? Mềm mềm mềm. Mua hẳn một bộ. Hôm nay không cô nào hay à? Một chai đấy. Nó phải hòa tan trong nước rồi anh. Nó không hòa tan thì là mật thật. À, không hòa tan. Nếu mà nó hòa tan là vứt đi. À, nếu nó vẫn bón cục lại này. Ở ngoài nó thật đi đấy luôn này. Đấy, em xem nào, chứ nó rất nhỉ. Có bán không? Có bán không? Có bán không? Bác này đang thử mật ong. Mật ong rừng, nuôi trong rừng. Nuôi rừng. Mày rót đây thử anh biết đấy. Cho anh chén anh thử biết ngay. Thôi. Bác này có cách thử khác là bác uống trực tiếp luôn xem như nào. Uống mà cái TT đầu lưỡi mà mật này là mật rừng là đúng. Hoa băng nhãn. Hoa không phải hoa nhãn rồi. Này là đã ông quái. Con đào vị đào không phải cái này không phải ông khoái con này là mật mật ông mật bán rẻ mua cái chai rẻ nhất quận rồi đấy cho bác thêm rẻ tí nữa bác mua cho là cái lưỡi lúc nào cũng phải tụt vào ngắn dần thì là đúng mật ong thật. Ồ nhiều người hơn đấy ạ. Tôi bốn chị ở đây cái địa chỉ quán của mình là gì hả chị? Địa chỉ quán của mình là gì? Cổng đồi chè trái tim. Ok, cổng đối diện cái đường đi vào đồi chè trái tim là bán các loại đặc sản Mộc Châu. Chè móc câu, chè ô long, chè bảo san, chấm chéo. Ở đây có 3 loại thôi đúng không? Còn loại nào không? Thì chị phải hỏi chứ. Đã hết đất chưa? Giới thiệu hết chưa? Em hiểu hết rồi. Còn cái nào giới thiệu hơn? Hết rồi.